Điểm nhãn cho búp bê lúc nửa đêm, cô gái liên tục gặp những chuyện tâm linh đáng sợ. Chú Video là một người chuyên nhận móc len theo yêu cầu của khách, những món đồ như là túi xách, hoa hay là gấu bông. Ngày hôm nay, cô nhận được một đơn hàng đặt làm búp bê. Như thường lệ, cô gái nhận tiền cọc và bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên, khi hoàn thành xong đơn và dán mắt cho búp bê hay còn gọi là điểm nhãn, cô lại quên mất những kiêng kỵ mà chọn đúng vào giờ linh. Móc len cũng có cái kiêng kỵ riêng, đặc biệt là làm búp bê. Người xưa hay bảo làm hình nhân tránh khai quang điểm nhãn. Và móc len cũng vậy, nếu như mình dùng tâm quá nhiều vào một sản phẩm, nó sẽ mang một cái gì đó giống với người tạo ra nó. Không nên điểm nhãn cho búp bê vào giờ linh, và từ giờ về sau mình sẽ hạn chế nhận đơn làm hình người lại. Sau khi làm xong, cô đã báo cho khách nhưng lại không nhận được phản hồi. Thế là liền đặt con búp bê này trong phòng của mình rồi quên bén đi mất. Cũng từ đây, những câu chuyện kỳ lạ xảy ra. Chuyện bắt đầu từ đây, mình là một đứa rất ít khi nằm mơ linh tinh, nhưng dạo này mình nằm mơ rất nhiều. Thà tin là có còn hơn không, sắp tới tháng 7 rồi, những cái năng lượng xấu đó nó sẽ càng nhiều và mạnh hơn. Cảm thấy không ổn và liên tục không ngủ được, nhớ tới những câu chuyện về việc điểm nhãn cho hình nhân hay người giấy, đặc biệt là vào giờ linh, nên cô đã nhanh chóng mang nó đi đốt. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng thi nhau để là những câu chuyện đáng sợ mà mình gặp phải tương tự như cô gái như sau. Hồi nhỏ lúc cỡ 7 tuổi, lúc đó khoảng 10 giờ thì tao lấy con búp bê trong tủ ra chơi. Con đó để trưng lâu rồi mà không chơi. Tao có thói quen là tự nói chuyện một mình, mà lúc tao chơi với nó thì có cảm giác nó đang nói lại với tao. Giờ đó cũng trễ rồi nên mẹ kêu tao đi ngủ. Tối tao nằm mơ thấy con búp bê đó nằm kế tao rồi nói chuyện với tao nữa. Hồi đó tao vẽ búp bê giấy cắt ra rồi làm cho nó nhà. Ông tao nhìn thấy nói là không nên làm như vậy đâu. Ông mình là thầy thuốc cũng biết về ma quỷ. Còn bạn, bạn đã bao giờ gặp phải chuyện tương tự như thế này hay chưa? Hay là bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.